Hello, xin chào các anh chị. Rồi. Hello, xin chào các anh chị. Đây là thủ tục buổi sáng của em Lý nhá, một cái thủ tục rất là quan trọng để cho mà mình phòng chống bệnh cả đời luôn các anh chị nhá. Các anh chị cũng nên xây dựng cho mình một cái thói quen như thế này, nó chắc chắn sẽ giúp ích cho anh chị rất là nhiều. Hello chị Cẩm Loan. Cái này nó chỉ đơn giản thôi các anh chị, nghĩa là thay vì buổi sáng mình làm sạch răng miệng và làm sạch da mặt thì bây giờ các anh chị thêm cho em lấy một bước nữa, đó là làm sạch đại tràng ha. Và trong cái cuốn sách mà nhân tố enzyme của bác sĩ Hiromishinda thì bác sĩ khuyên mọi người là nên sử dụng phương pháp thải độc cà phê hàng ngày, đúng không ạ? Hàng ngày chứ không phải là hàng tuần hay là hàng tháng các chị ha. Nghĩa là mình có thể áp dụng cái phương pháp này hàng ngày được và chắc chắn nó sẽ rất rất là khỏe mạnh luôn. Vậy nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm. Và em thì đã phân tích rất là kỹ ở những cái livestream trước rồi đúng không? Làm hàng ngày nó sẽ có ích như thế nào và đặc biệt là nó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà đi vệ sinh tự nhiên. Bởi vì em Lý thấy thì đa phần là các anh chị chỉ rất là sợ sợ cái vấn đề mà khi mà làm hàng ngày thì mất cái khả năng đi vệ sinh tự nhiên, là cứ phải đưa cái cà phê này vào thì nó mới đi được, thì chuyện đó nó sẽ không xảy ra đâu các anh chị nhá. Có thể là trong thời gian đầu, trong 1 tháng đầu tiên thì nó hơi bị nó hơi bị rối một chút đúng không ả? Tự nhiên mọi ngày mình không có đưa gì vào cả, nhưng hôm nay mình đưa cà phê vào thì nó có thể là nó sẽ hơi rối một chút, nó sẽ có thể là hôm nay các anh chị không làm thì nó chưa đi được trong cái tháng đầu tiên đó. Nhưng tuy nhiên á, các anh chị mình cứ tiếp tục mình duy trì cho em Lý giống như em á, là làm đến tháng đến nay là tháng thứ ba rồi, đang đang trong tháng thứ tư rồi đó, thì mọi chuyện nó hoàn toàn bình thường. Nếu như mà một ngày nào đó em không làm á, thì nó vẫn đi vệ sinh bình thường, hoặc là có hôm là một ngày em làm cả 2 lần luôn. Nếu mà bụng mình khó chịu quá làm sáng một lần, chiều hoặc là tối một lần, nên là cái này hoàn toàn bình thường, các anh chị hoàn toàn yên tâm ha. Đây cho anh chị xem một chút nhá, rồi em thì sẽ bắt đầu là chia sẻ. Đây là cái túi cà phê của em đó, là cái túi này là buổi sáng mình sẽ nấu cà phê. Thì thực ra cũng nhanh thôi, mình chuẩn bị là vừa nấu rồi em vừa nấu buổi sáng luôn, vừa nấu cà phê rồi em vừa nấu buổi sáng luôn các anh chị, nó rất là nhanh, nó không khó lâu đâu. Tiện là em cũng sắp xong cái bữa sáng của em luôn rồi đó, thì mình tranh thủ mình nấu rồi mình pha, mình cho cả nước vào rồi mình chắc vào thôi, đơn giản. Rồi bắt đầu là mình chuyển, một ngày các anh chị dành ra khoảng là coi như là mình trả góp đó chị, trả góp cho cái thời gian, trả góp thời gian và trả góp cái tiền bạc, bởi vì thực ra cái này rất là rẻ đúng không. Hiện tại là em Lý đang hỗ trợ cho các anh chị là cái cà phê thải độc cushion này. Và cái bộ dụng cụ như thế này thì một cái bộ này các anh chị dùng được khoảng 100 lần thì nó khoảng 1,1 triệu thôi, thì tính ra là một lần nó khoảng 11.000 à. Đó, có anh chị nào mà dùng nhiều hơn nó mau hết hơn thì nó nói chung là trong khoảng 15.000 đổ lại thôi. 1,1 triệu mà 3 tháng thì thật sự em thấy quá rẻ, mà chắc chắn luôn cái lợi ích các anh chị nhận được nó sẽ lớn, rất rất là lớn luôn ha. Vậy nên là em khuyên thật lòng á, anh chị nào mà chưa làm thì làm đi, còn nếu mà đã làm rồi thì anh chị hãy chia sẻ cho thật là nhiều người ha. Giống như em Lý á, các anh chị có thể là quay video, hoặc là nếu như không thì các anh chị có thể là chia sẻ cái livestream này của em Lý để cho bạn bè của mình có cơ hội được biết, hoặc là mình tăng tên trực tiếp bạn bè người thân của mình vào đây, những người mà các anh chị nghĩ rằng là người ta cần cái phương pháp này để mà thanh lọc đại tràng hàng ngày luôn các anh chị ha. Đó, nó sẽ lấy đi một cái lượng phân thừa mấy chục năm trong người mình rất là lớn luôn đó, và những cái đó mình giữ lại trong người thì nó cũng không được gì cả đó, nó chỉ phát sinh ra độc tố và nó sẽ đầu độc lại chính cơ thể của mình thôi. Đó là lý do vì sao các anh chị nên đổ ráp cho cơ thể của mình chứ không nên có giữ lại làm gì nha. Thêm một cái nữa, hôm nay em đi muốn chia sẻ cho các anh chị. Hello chị gì đây, Trần Đông Giác Hạnh đúng không ạ? Hello chị, không biết là chị ơi, chị Hạnh đã làm thải độc cà phê chưa? Ý là chị đã biết đến phương pháp này và đã có đang thực hiện chưa chị ha? Hello chị Ngoan Nguyễn nha, xin chào tất cả các chị. Hôm nay em Lý chia sẻ cho các chị đó là tại sao khi mà mình thải độc cà phê nhá, đặc biệt là những cái anh chị nào mà bị táo bón lâu lắm á, trời ơi các anh chị làm cái này là cái gọi là cái phân đó các anh chị, trời ơi, nó ra kinh khủng khiếp luôn. Cái thời gian đầu nó sẽ ra rất rất là nhiều đó, bởi vì cái lượng phân nó giữ lại trong người mình nhiều quá các anh chị, và các anh chị sẽ luôn luôn cảm thấy là bị mệt mỏi đó. Thì nếu mà ai mà bị táo bón đúng không, mình sẽ luôn luôn cảm thấy là bị mệt mỏi, bị uể oải, tinh thần không có thể nào mà
nó người mình không thể nào nhẹ nhàng được. Có thể là người mình rất là gầy đúng không, nhưng nó vẫn rất là nặng nề đó. Và đặc biệt đó là da cực kỳ là xấu luôn các anh chị ha. Thì bây giờ các anh chị làm thêm cái phương pháp thải độc cà phê này vào, nó sẽ giúp cho cái phân của mình nó ra rất là nhanh luôn. Nó sẽ trực tiếp nó đưa cà phê vào và sau đó mình đi vệ sinh là nó sẽ ra cà phê ra cùng với phân hàng ngày và ra cả những cái phân thừa các anh chị làm thì mới có thể biết được nha. Nó rất là kinh khủng đó. Và bên cạnh đó nha, nếu như mà anh chị nào mà muốn nó hiệu quả hơn trong thời gian đầu á, giống như em Lý đã áp dụng, thì có những ngày em Lý sử dụng có những ngày không, đó là các anh chị ăn cho em Lý một loại quả nhé. Ăn cho em Lý một loại quả, mà loại quả này các anh chị phải lưu ý này, đó là ăn sống nha. À, làm thải độc cà phê và kết hợp ăn chung với một cái loại quả, đó là loại quả này thì phải lưu ý đó là mình ăn sống và nhai kỹ anh chị ha. Ăn sống và nhai kỹ đó chính là quả đậu bắp. À, quả đậu bắp thì ở đâu cũng có đúng không? Đậu bắp thì các anh chị thậm chí là có thể tự trồng nữa. Nếu mà các anh chị không có muốn là mình ra ngoài mình mua mình không yên tâm thì các anh chị tự trồng. Còn không thì em Lý nếu như mà những cái gì mà ăn sống thì em Lý sẽ mua ở trong siêu thị là cái thứ nhất. Cái thứ hai nếu như mà ăn sống thì em Lý sẽ về và em Lý không có ngâm với nước muối. Bởi vì thực ra muối nó cũng chỉ nó gần như nó không có giải quyết được. Đó, đặc biệt là cái lông của đậu bắp nó rất là dễ có cái tàn dư thuốc sâu và thuốc bảo vệ thực vật ở trên đó. Vậy nên em sẽ không có ngâm với nước muối mà em sẽ ngâm với cái nước kiềm. Đó, cái nước kiềm mà em đang sử dụng anh chị ha. Đó là nó sẽ cái kiềm đó nó sẽ loại bỏ được những cái không có tốt. Đó, mình ngâm với cái nước tốt đó thì nó sẽ loại bỏ được những cái tàn dư thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật ở trên cái thứ thức ăn đó, mà đặc biệt là mình ăn sống. Độ kiềm càng cao thì nó sẽ làm càng tốt cái nhiệm vụ đó. Và các anh chị ăn sống nhé, một ngày ăn khoảng từ 5 cho đến 10 trái đậu bắp. Đó, một ngày ăn khoảng từ 5 cho đến 10 trái đậu bắp thì các anh chị có thể chia ra sáng, trưa, chiều, tối gì đó nếu như mà mình ăn chưa quen. Thực ra thì do nếu như mà ai đã ăn quen rồi thì rất là tốt đúng không? Giống như em Lý thì đã ăn được rồi thì không có gì cả. Thậm chí là em Lý ăn cách đây 2 năm rồi. Ăn nhưng trước đây là mình chỉ ăn cho vui thôi chứ không phải là ăn giống như bây giờ. Cách đây 2 năm là em Lý đã ăn đậu bắp sống và chấm với lại cái nước kho quẹt rồi. Đó, rất là ngon nhá, thấy thật sự rất là ngon. Nhưng về sau khi bắt đầu tìm hiểu về thải độc cà phê thì em biết là ăn cái trái này nó sẽ rất là tốt. Vậy là em có khi là ngày em ăn đến khoảng là từ đâu đó 5 đến 10 trái. Đó thì có hôm thì mình ăn không thôi và mình nhai thật là kỹ. Đó, và tại sao mình lại phải ăn sống? Bởi vì anh chị là trong cái trái đậu bắp đúng không, mà lại là trái đậu bắp. Vì trong cái trái đậu bắp á, nó sẽ có là đầu tiên nó là có cái chất xơ nha. Là chất xơ là ok rồi ha. Thứ hai đó là nó có vitamin. Thứ ba là nó có cái enzyme sống. Mình ăn sống thì nó mới còn enzyme, còn các anh chị luộc nên là hoàn toàn mất luôn. Enzyme nó sẽ bị mất đi trong môi trường nước và môi trường nhiệt. Cuối cùng đó là nó có cái chất nhớt các anh chị ha. Đó, cuối cùng là nó có cái chất nhớt. Là trong cái trái đậu bắp nó sẽ có 4 cái này. Và mình bắt buộc mình phải ăn sống các anh chị ha. Ăn sống thì nó mới còn được nguyên vẹn 4 cái chất này. Còn nếu như mà các anh chị mình ăn luộc lên, hấp lên hay là nấu canh lên thì gần như nó không còn gì nữa. Cùng lắm nó chỉ còn lại một ít cái chất xơ, một ít cái chất xơ, mà cái chất xơ này nó cũng đã bị giống nó đã bị giảm đi cái hiệu quả gấp mấy lần so với cái việc mình ăn sống rồi. Còn vitamin và enzyme là hoàn toàn không còn này. Cái thứ hai đó là cái vitamin thì nó sẽ còn lại một cái lượng chắc tí xíu này thôi. Chào em, chị chưa thải cà phê lần nào, chị cũng xem em nhiều lần rồi, chị phải mua sách của cô Bích Hà về đọc kỹ rồi làm. Ok chị, đúng rồi, chị tìm hiểu kỹ nhá. Nếu như mà mình chưa thật sự hiểu phương pháp này và mình chưa tin tưởng thì các chị hãy tìm hiểu kỹ lại rồi mình hẵng làm nhá, chứ đừng làm mà đang cứ lo sợ này kia. Ok chị ha. Đó, chị Giác Hạnh, nếu mà chị đang biết rồi mà chưa làm ấy thì chị có thể là có chia sẻ cái này về trang cá nhân để biết đâu ai đó quan tâm thì mình có thể cùng nhau tìm hiểu với nhau, đó thì nó sẽ dễ hơn nhá. Mà em khuyên chị là chị nên làm sớm đi. Chị có thể mua thêm cái bộ sách nhân tố enzyme của bác sĩ Hiromi Shinza, là một bác sĩ người Nhật đó chị. Đó, em đọc cái cuốn sách đó thì em biết phương pháp này, thì bác sĩ khuyên là làm hàng ngày luôn. Bản thân bác sĩ đã làm hơn 30 năm rồi nên các anh chị hoàn toàn yên tâm ha, rất là khỏe mạnh. Đó, thì ăn các chị phải ăn cái trái đậu bắp sống nhá. Đó, chị Giác Hạnh và những anh chị khác có thể giúp em Lý viết xuống là cái từ khóa đó là đậu bắp sống được không ạ, để cho mình nhớ và những anh chị sau vô xem để biết là cụ thể là như thế nào ha. Các anh chị giúp em Lý viết xuống cái từ khóa là đậu bắp sống nhá. Mình ăn sống thì nó còn được 4 cái đó nha, chất xơ, vitamin, enzyme và cái chất nhớt.
thì nếu mà các anh chị nấu lên thì trời ơi, nó phải mất đi hơn một nửa rồi. Cái vitamin là gần như là không, vitamin là nó sẽ còn lại một phần rất là ít, nó còn ít lắm luôn. Cái enzyme là không còn nữa các anh chị ha, enzyme là không còn nữa. Và cái chất xơ nó đã bị giảm đi cái tác dụng rồi, và cái chất nhớt nó cũng bị giảm đi luôn. Đó là lý do vì sao các anh chị ăn sống nha. Ăn sống và mình nhai thật kỹ. Thì thời gian đầu nếu mà chưa quen thì các anh chị sẽ cảm giác nó rất là khó chịu, nó rất là nhớt các anh chị. Nó ok, em cảm ơn chị Đức Hạnh, chị Giác Hạnh. Đó, nó rất là nhớt, nó nhớt đầy miệng luôn. Tuy nhiên thì thấy bình thường. Nếu mà các anh chị chưa quen thì có thể ăn chung với lại cơm hay ăn chung với cái gì cũng được. Đó, và các anh chị lưu ý là phải nhai thật kỹ nha. Thì trong cái trái đậu bắp đó, đặc biệt là ăn sống á, nó sẽ có cái enzyme, nó tốt, rất là tốt cho cái dạ dày, giúp cho dạ dày của mình nó tiêu hóa được tốt hơn này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, cái này mới là quan trọng này các anh chị. Vitamin, chất nhớt này kia thì không ăn thì ok rồi ha. Chất nhớt nó sẽ tốt cho cả khớp nữa. Nhưng cái quan trọng là cái chất xơ, mà đặc biệt mình phải ăn sống, thì cái chất xơ đó nó đi vào trong cái đường ruột của mình các anh chị, nó góp phần giống như là một cái chổi á. Đó, cái chất xơ đó mình nhai kỹ và nó phải còn sống thì nó góp phần giống như là một cái chổi các anh chị, nó sẽ làm sạch cái những cái bên thành đại tràng của mình đó, và nó sẽ giúp đẩy phân ra bên ngoài rất là nhiều, kết hợp với anh chị bơm cà phê ngược buổi sáng này như vào nữa anh chị ha, mình sẽ thấy là cái lượng phân nó đi, đặc biệt là thời gian đầu á, nếu mà đặc biệt là anh chị nào mà bị táo bón nữa thôi, nó sẽ ra nhiều vô kể luôn, nó rất là nhiều, nhưng làm xong sẽ rất là nhẹ luôn. À, nên các anh chị tập ăn đậu bắp sống đi nhá. Ai mà chưa ăn được thì mình nên ăn. Thì thời gian đầu chưa quen thì mình có thể ăn 3 trái hoặc 5 trái cho mình tăng dần lên. Mình ăn chung với cơm hay là ăn chung với thức ăn hoặc là ăn chung với cái gì đó. Còn không thì mình ăn sống luôn ha. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu truyền này. Đây, truyền vừa trao đổi tiếp. Các chị nào có câu hỏi gì? À đây nè, chị Giác Hạnh này, mình đang tìm hiểu, nếu như mà chị có cái gì thắc mắc đúng không? Chị đã có câu hỏi gì, chị cứ hỏi em trực tiếp ở đây luôn ha. Trên livestream này thì em sẵn sàng trả lời cho các chị, hỗ trợ hết. Còn ví dụ nhiều khi các chị nhắn tin vào ban ngày, rất nhiều người nhắn tin đến cho em. Đó thì là nhiều khi sợ không có hỗ trợ hết được. Nên chị có gì chị cứ hỏi em ở đây luôn nhá. Đây là cái túi cà phê của em. Thì bây giờ em đã làm hơn 3 tháng rồi, nên em sẽ làm một cái túi đầy này là 1 lít luôn. Còn nếu mà anh chị nào mới làm thì mình chỉ làm khoảng 500-600ml đổ lại thôi ha. Vô được bao nhiêu thì vô được cả 500-600ml thì càng tốt. Còn nếu không thì vô được khoảng 300-400ml thôi cũng được, không sao, không thể chịu được nữa thì mình đi vệ sinh ha. Còn nếu không thì mình cứ truyền vô. Đó, rồi kết hợp ăn uống nữa thì nó sẽ tốt dần lên. Rồi sau đó là mình, nó có một cái dây ống này các anh chị nối vào một cái đầu này, mình đã nối vào phía bên trong cơ thể thông qua đường hậu môn rồi. Và đây là nằm nghiêng sang bên phải anh chị ha. Em đang nằm nghiêng sang bên phải. Có thể là hôm qua có chị hỏi em là sao em lại nằm nghiêng sang bên trái, thì chắc là do chị nhìn điện thoại ấy, em đang chiếu bằng màn hình trước, có thể là nó bị ngược, nên là các anh chị tưởng là em nằm nghiêng sang bên trái, chứ thực ra em đang nằm bên phải các anh chị ha. Hello chị Mỹ Hạnh, hello chị Hoàng Hoa. Chị Mỹ Hạnh ơi, sáng nay chị đã làm phải đập cà phê chưa? Đây nha, rồi mình nằm nghiêng sang bên phải rồi. Nếu mà để cho nó muốn cho nó dễ hơn, nó hiệu quả hơn, thì một là mình co một chân trái, hai là co cả hai chân phải ha. Rồi đây, xong rồi là bấm mở cái này ra, nó sẽ có một cái van như thế này. Trời ơi, ai mà làm cái phương pháp này. À, ở đây chị nào mà đang làm phương pháp này rồi mình điểm danh cái nhở. Nếu chị nào mình đang làm rồi thì mình ghi là mình đang làm. Còn nếu mà chưa làm thì các chị ghi là chưa làm nhé. Đấy, để cho mà mình có thể biết. Ví dụ như những chị nào mà đang làm rồi mình điểm danh xuống, để cho những cái chị nào mà chưa làm thì có thêm cái động lực, có thêm cái niềm tin ha. Nếu mà thôi, hay là nếu mà chị nào mà đang làm rồi thì có thể là hoặc là một cái điều gì các anh chị thích nhất trong cái phương pháp này, các anh chị có thể viết xuống để mà mình gieo hạt, mình giúp cho những cái chị, anh chị nào mà chưa làm, đang còn tìm hiểu này, đang còn hoặc là đang sợ đúng không, đang còn chưa có đủ cái thông tin, thì lại có thêm một cái thông tin nữa để các anh chị ấy có đủ cái niềm tin đó để mà có thể thực hiện phương pháp này ha. Rồi đây, em đang đưa vào trong cơ thể rồi nhá. Đấy, em làm quen rồi thì em thấy hoàn toàn bình thường. Thời gian đầu á, cái lúc này này nó sẽ bị đau bụng. Đó, nó bắt đầu là nó bị đau bụng, nó rất là muốn đi vệ sinh luôn các anh chị ha. Nếu mà các anh chị hôm trước mà ăn đậu bắp á, mà hôm nay mà làm này, nó rất là muốn đi vệ sinh luôn. Trong cái lúc này đang truyền vô thời gian đầu này, nếu như mà đang trong lúc làm đúng không, mà các anh chị đau bụng quá, đó.
nằm chơi. Đúng rồi chị biết không, bởi vì cái thời gian em truyền nó chỉ khoảng là 10 phút thôi, nên nếu mà em vô mà em truyền luôn á thì nó là em không có nói chuyện được nhiều, vậy nên là em sẽ nói chuyện một lúc rồi là em giải thích cho những anh chị những cái câu hỏi gì đó, rồi em bắt đầu truyền xong là em đi vệ sinh luôn chị ha. Đó này, em chị thấy nó vô rất là nhanh nhá. Thực ra là bởi vì em làm quen rồi nên em cho vô nhanh mà em thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng anh chị nào mà chưa quen thì các anh chị cho vô chậm thôi nhá. Là cho em mở cái van kiểu này thì các anh chị có thể mở thấp xuống một chút nữa. Đó, đừng có mở mở hẳn xuống vậy thì nó sẽ vào chậm vô cùng hoặc nó vào nhỏ giọt lâu lắm. Đó, nên là đây ha. Thời gian truyền nó khoảng là 10 phút cho đến 15 phút thôi chứ em cũng không có để lâu hơn đâu chị ạ. Nếu như mà anh chị nào mà đang trong thời gian truyền nhá mà bị đau bụng quá đúng không, mà rất muốn đi vệ sinh nhưng vẫn đang còn cà phê và vẫn cố gắng muốn truyền thêm thì khóa cái van lại lại liền nhá, xong các anh chị nằm xoa bụng cho em, có thể là các anh chị hiệu quả thì các anh chị mình nằm mình tĩnh tâm một chút ha, coi như là cái thời gian dành cho bản thân luôn đó, mình nằm mình nhắm mắt lại đó, các anh chị xoa bụng, nếu mình có thể trò chuyện với đại tràng của mình luôn, em nói thật á, mình có thể trò chuyện để cho nó qua cái cơn nó qua cái cơn đau này luôn, rồi từ từ bắt đầu mình lại mở ra mình truyền tiếp nó, nếu mà các anh chị chịu được vài cơn đau vậy thì nó đi vệ sinh rất là thích luôn, đảm bảo luôn đó. Hello chị Xuân Mai, xin chào. Đây chị Xuân Mai, hôm trước có xin cái thông tin cái tài liệu về thải độc cà phê đúng không chị, em gửi ba cái clip đó, chị Xuân Mai đã xem hết chưa? Ở đây này, anh chị nào mà chưa có cái tài liệu về thải độc cà phê nhá, để lại dấu chấm đi thì em gửi cho. Nó đầy đủ hết thông tin, cách làm này, lưu ý này và một cái bài phân tích rất là kỹ. Trời ơi, các chị nghe xong mà các chị không làm thì em cũng không biết phải làm sao luôn á. Thật ra các chị để lại dấu chấm đi, các anh chị để lại dấu chấm nhá, rồi em gửi cho, để em chỉ cần để lại dấu chấm thôi là em biết anh chị chưa có cái tài liệu. Đó thì em sẽ gửi cho anh chị. Còn nếu anh chị nào có rồi á, anh chị hãy giúp em Lý chia sẻ thật là nhiều cho bạn bè của mình nhé. Ok, chị Giác Hạnh tí em gửi cho chị ha. Anh chị nào còn chưa có để lại dấu chấm đi tí em Lý gửi cho nhé. Chỉ cần để lại dấu chấm thôi. Nghĩa là anh chị cứ chia sẻ đi các anh chị. Còn việc người ta có tin hay không, có làm hay không thì là do người ta lựa chọn thì không sao cả nhé. Thì các anh chị mình đừng có ngại cái đó. Chị ngày nào cũng làm ô tuyệt vời quá. À chị Mai này, chị Mai làm được bao lâu rồi? Đó thấy không? Này, những anh chị nào mà đang làm thì mình có thể là comment xuống để cho những ai chưa làm người ta có thêm một cái niềm tin nữa, đã có thêm một cái động lực nữa để các anh chị ấy có thể tự tin mà làm các anh chị ha. Rồi vô được 2/3 chặng đường luôn. Đấy nên các anh chị lưu ý nha, làm thì có thể là ăn kết hợp thêm trái đậu bắp, đặc biệt là trong thời gian đầu. Đó, nó sẽ trái đậu bắp đó nó vừa có enzyme tốt cho tiêu hóa mà ăn sống nhá, mình nhai kỹ vào, các anh chị nhai thật là kỹ, mình nghiền nát thức ăn ở trên cái miệng của mình vào, nó sẽ tốt cho dạ dày. Thứ nhất là giúp cho dạ dày giảm đi cái gánh nặng rất là nhiều. Cái thứ hai đó là nó sẽ trộn lẫn được với cả cái nước bọt của mình. Nước bọt của mình nó cũng là một cái loại enzyme, nó giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Vậy nên là nhai kỹ ha, ăn cơm hay ăn bất cứ một cái gì các anh chị nhai thật là kỹ vào, mình tập thói quen nhai kỹ. Trước đây em Lý đã nghe nhai kỹ rất là nhiều rồi nhưng mình cũng gọi là mình cũng chẳng để ý lắm. Nhưng khi mà em tìm hiểu á, thì em hiểu được là nếu như mà mình nhai kỹ đúng không thì mình sẽ giúp cho cơ thể, giúp cho dạ dày của mình nó giảm đi gánh nặng rất là nhiều. Đó, cái dạ dày của mình nó sẽ không phải gồng mình lên làm việc một cách gọi là cật lực để mà nó co bóp cái thức ăn đang còn nguyên của mình ra, ý là còn nguyên mà mình nhai dối á các anh chị. Thì nếu như mà mình không làm kỹ trên này thì phía dưới dạ dày này của mình nó rất là mệt luôn, rất là tội dạ dày luôn, thì em thấy rất là thương dạ dày. Vậy nên là khi mà hiểu được thì tự nhiên là mình sẽ nhai kỹ và mình cảm thấy nó không có mất thời gian. Đó thì khi mà mình hiểu được mình làm cái gì là cũng dễ cả. Hoặc là giống như mình làm thải độc cà phê này anh chị, thì mình giúp cơ thể của mình, trời ơi, lấy ra một cái lượng độc tố cả biết bao nhiêu ký luôn các anh chị, là mình đã giảm đi cái gánh nặng cho cơ thể của mình rất là nhiều. Bởi vì các anh chị phải biết nếu như mà cơ thể của mình nhiều độc tố thì nó sẽ dồn hết cái sức lực vào, nó cơ thể của mình nó sẽ dồn hết những cái gì tinh túy nhất vào để nó phải thải độc cái độc tố đó. Nó sẽ không có cái, nó sẽ không còn có khoảng trống để nó lo cho cái việc mà tăng sức đề kháng, hay là còn cái khoảng trống để mà nó chống lão hóa cho mình. Đó nên các chị phải hiểu nhé. Đó, mình làm cái này là mình giúp cho cơ thể của mình tăng sức đề kháng cho mình và mình sẽ chống lão hóa cho cơ thể luôn. Vì mình đã giúp nó lấy đi một cái lượng độc tố rất là nhiều rồi, nó không có cần phải tập trung vào để giải độc tố nữa. Vì cơ thể của mình nó sẽ tốn enzyme nhiều nhất vào trong cái việc giải độc tố. Vì nếu mà nó không giải độc tố là mình bị cơ thể mình bị nhiễm độc hết là mình chết luôn đúng không? Nó sẽ duy trì, cơ thể nó sẽ ưu tiên cái sự sống trước. Vậy nên là khi mà mình làm cái này thì nó biết là nó đã, nó tự nhận biết được là nó đã sạch sẽ rồi thì nó sẽ
bắt đầu nó phân bổ ra là nó sẽ tăng sức đề kháng lên cho cơ thể này, rồi sau đó là sức đề kháng đã tốt rồi đúng không, thì nó sẽ bắt đầu nó tập trung vào làn da, nó duy trì cái làn da, nó sẽ duy trì nó để nó chống lại những cái gốc tự do nó đang tấn công da, đang tấn công tế bào. Đó là lý do vì sao mà các anh chị mình hãy nghĩa là mình có thể chủ động được những cái nào mà ví dụ như là mình nhai kỹ này, mình ăn sống nhai kỹ chẳng hạn, rồi là mình thải độc cà phê, mình sống khỏe chẳng hạn. Đó, mình sẽ tiết kiệm được cho cơ thể của mình enzyme rất là nhiều ha. Cho chị hỏi, người sức khỏe yếu, tiền sử đau dạ dày thì làm thải độc cà phê có chịu được không em? Có lưu ý gì không em? À, người sức khỏe yếu đúng không chị? Sức khỏe yếu và tiền sử đau dạ dày, cái còn thì vẫn làm được không sao cả. Nhưng nếu mà người đang em nghĩ là người đang yếu quá thì vẫn có thể đi vệ sinh được đúng không chị? Trong trường hợp yếu quá mà mình không, người ta không có làm được thì mình có thể làm cho người ta. Và quan trọng là ý là cái này quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể các anh chị ha. Nghĩa là ví dụ như em lý vô được cả một lít này đúng không, nhưng nếu mà các anh chị không vô được, mình lắng nghe cơ thể của mình không thể nào mà mình vô được một lít thì thôi mình đừng có vô đúng không? Vì cơ thể đại tràng trải qua những cái bệnh tật này, thói quen ăn uống thì nó sẽ khác, mỗi người mỗi khác, dài ngắn, rộng hẹp, rồi là mềm cứng khác nhau đó. Vậy nên là các anh chị lưu ý nhé, chỉ cần lưu ý đó là làm và lắng nghe cơ thể thôi. Và cái phương pháp này á, nó chỉ không làm được trong trường hợp đó là cái đại tràng của người đó đã bị mổ rồi hoặc đã bị cắt rồi. Thì thực ra không phải không làm được, nhưng nếu mà làm thì nên hỏi ý kiến bác sĩ các anh chị nhé. Vậy nên nếu anh chị nào mà đang còn khỏe mạnh, mà đang chưa có động chạm gì cả mà được làm phương pháp này thì là một cái điều may mắn nhất luôn nha. Đấy, nên chị Giác Hạnh nếu mà đã ok với câu trả lời của em thì comment cho em là ok nhé. Đó, thì chỉ cần lưu ý đó là mình có thể là pha loãng cà phê để mà lắng nghe cơ thể của người ta. Còn nếu mà đã bị đau dạ dày rồi thì bắt buộc nên làm đi. Làm đi để nó sạch cái phía dưới này, thì những cái thức ăn khó tiêu trên dạ dày nó sẽ được đẩy xuống phía dưới này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nên uống nước tốt. Đó, cái thứ ba đó là điều chỉnh lại cái bữa ăn của mình, ăn đúng giờ và ăn những cái thực phẩm tốt, dễ tiêu. Thì cái dạ dày của mình nó sẽ không có phải là làm việc cật lực chị ha. Ok, trời ơi, bị đau dạ dày này, nếu như mà càng uống thuốc đau dạ dày sẽ càng làm dạ dày kém đi và chắc chắn nó không bao giờ hết đâu các anh chị ha. Anh chị nên mua cái bộ sách em nhân tố enzyme, trong đó bác sĩ Hiromishinda đã nói rồi. Nếu như mà mình bị đau dạ dày và mình uống thuốc đau dạ dày không bao giờ hết được, em khẳng định với luôn. Nếu như mà anh chị nào ở đây đã bị rồi thì có lẽ hiểu những gì em đi nói đúng không? Mà sẽ càng làm cho dạ dày đau thêm, bởi vì chính cái thuốc đau dạ dày đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thành dạ dày luôn, nó cái thành dạ dày của mình luôn. Mà bên cạnh đó nó còn làm cho cơ thể của mình nó bị thêm một cái lượng độc tố quá lớn từ cái thuốc tây. Bởi vì thuốc tây nó là con dao hai lưỡi mà đúng không anh chị? Nó có thể khỏi cho mình được cái này nhưng nó sẽ bị thêm một cái khác vào. Đó, nó chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi. Nên nếu người đau dạ dày thì chắc chắn là do ăn sai bữa, ăn sai thực phẩm. À, uống nước ngọt, uống bia rượu này kia vào. Nếu như mà không thay đổi được những cái này thì có mà uống một núi thuốc không hết được, chắc chắn luôn nhá. Nên là các anh chị lưu ý, cốt lõi vẫn là cái dinh dưỡng của mình. Hôm nay bụng em nó hơi đầy, nãy giờ em truyền chưa hết luôn nè. Đấy, ví dụ như mà hôm nào mình vô hết được thì càng tốt, còn hôm nào mình không chịu được thì nó vẫn có thể là nó còn lại 50ml hoặc là 100ml thì thôi chẳng sao cả. Nếu mà còn lại đúng không anh chị, là mình đi vệ sinh thì mình cứ đi, nếu mà nó còn lại mà còn thời gian muốn làm lại thì cứ làm, còn nếu mà không thì thôi mình đổ đi, mình vệ sinh sạch sẽ đi, hôm sau mình làm tiếp ha. Có thời gian thì mình chuyển hết cái chỗ còn lại vào thì không sao cả. Đấy, anh chị nào mà chưa có thải độc cà phê thì anh chị làm ngay nhá. Anh chị có thể là inbox hoặc là để lại số điện thoại để em Lý hỗ trợ, hoặc là các anh chị gọi điện trực tiếp vào cái số hotline của em Lý luôn. Bữa nay cũng rất là nhiều anh chị gọi vào đó thì nó nhanh hơn ấy, em tư vấn trực tiếp luôn. Cái số hotline của em này đó, em sẽ đọc lại để cho anh chị nào nếu mà muốn lưu lại thì mình có thể lưu lại cho dễ nha. Số hotline của em đó là 0967 937 564. Đó, 0967 937 564. Đó, để em đọc lại thì các anh chị mình lưu ý ha. Mình có thể gọi trực tiếp cho em, hoặc là mình muốn hỏi cái gì đó về dinh dưỡng này, về thải độc này,
hoặc là các anh chị inbox cho em, các anh chị nên làm đi. Các anh chị làm xong em chắc chắn luôn các anh chị chỉ hối tiếc là mình không làm sớm hơn thôi, bởi vì đã quá nhiều người đã như vậy, đã hối tiếc khi mà làm thoại độc cà phê vì không làm sớm hơn. Nhưng không sao cả, muộn còn hơn không, đúng không? Muộn mà mình còn được làm thì may mắn hơn rất là nhiều những người mà họ vẫn chưa được làm. Nên các anh chị lưu ý nha, làm thoại độc cà phê thì nó chỉ có một cái trường hợp mà mình có thể là mình phải lăn suy nghĩ lại là có nên làm hay không, đó là cái đại tràng của các anh chị mình đã mổ hoặc đã cắt rồi nhá, đã cắt polyp hay cái gì đó. Thì nếu mà trong trường hợp đó không phải là không được làm, nhưng phải hỏi ý kiến bác sĩ là có nên làm, có được làm cái này hay không, và xem là cái đại tràng của mình đó. Vậy nên là em nói thật luôn, ai mà chưa có bị gì cả mà làm bình thường phương pháp này nó đã là một cái rất là may mắn rồi, đúng không? Bây giờ mình thích là mình làm thôi, đã là một cái rất là may mắn rồi đấy. Nên là hãy làm đi nha. Nếu mà chưa làm, trong quá trình làm thì kết hợp như em Lý nói đó, kết hợp với ăn trái đậu bắp sống cho em. Ăn trái đậu bắp sống vào, nó sẽ làm sạch cái dạ dày của mình rất là nhiều. Và hàng ngày đó là lý do vì sao mà mình cần phải ăn chất xơ đấy các anh chị ha. Có thể là các chị uống xay nước ép làm mình uống, hay là uống vitamin. Em Lý vẫn uống vitamin mà, đúng không? Vẫn bổ sung nước kiềm, vitamin và viên omega, vitamin thải độc tế bào và omega. Nhưng vẫn ăn rau. Các anh chị thấy em chụp bữa sáng ấy, em chụp sao là em ăn y chang vậy luôn á, là không có gì mà phải màu mè ở đây hết các anh chị ha. À, là bởi vì là mình cần phải đưa những cái chất xơ của rau vào, thì cái chất xơ đó nó giống như cây chổi các anh chị, nó sẽ quét, nó sẽ giúp phần nó quét cái đại tràng của mình nó rất là sạch luôn, đại tràng và cả cái đường ruột của mình luôn các anh chị, nó sẽ rất là sạch. Và các anh chị nào phải làm rồi thì mới biết là cái đại tràng của mình nó dơ thế nào, đúng không? Càng lớn tuổi càng dơ, càng lớn tuổi càng đàn ông này, càng ăn ít rau, ăn nhiều thịt này, uống rượu bia này, đó những cái thói quen không lành mạnh là nó dơ lắm các anh chị. Và anh chị phải biết là bây giờ mình lấy ra được đó là một cái may mắn, nghĩa là lấy ra trong cái sự khỏe mạnh á, nghĩa là cơ thể mình nó chưa đến cái mức là nó đổ bệnh ra, đúng không? Còn nếu mà mình chưa lấy ra thì mình cứ để trong đó, nó cứ âm ỉ trong đó thôi, nó sẽ sinh ra độc tố và đến một lúc nào đó thì nó đổ bệnh ra cho mình, nó không biết đâu được. Tùy cơ địa mỗi người nó sẽ có một cái bệnh khác nhau, đặc biệt là ung thư các anh chị. Ung thư nó giống nhau cả về bản chất, nó giống nhau, đại tràng nó dơ. Ung thư có nghĩa là cơ thể mình nhiều độc tố quá và cái tế bào, cái gen, cái tế bào đó nó bị đột biến thành cái tế bào ung thư đó, nó bị đột biến thành tế bào ung thư. Còn có thể là có người ung thư vòm họng, ung thư vú, ung thư gan, ung thư dạ dày, thì nó sẽ tùy vào cái thói quen, cái cơ địa, cái thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt, cái cơ địa, cái công việc của mỗi người nó sẽ phát sinh ra một cái ung thư khác nhau. Còn về bản chất nó không có gì khác nhau hết các anh chị ha, nó chỉ khác cái tên gọi và nó chỉ khác cái chỗ thôi. Ví dụ như cùng những cái thói quen, đúng không? Nhưng đối với cái người nào hay hút thuốc thì họ sẽ dễ bị ung thư phổi chẳng hạn. Rồi những người nào mà họ hay bị nhịn ăn sáng, rồi cái cơ thể họ nhiều độc tố thì họ dễ bị ung thư dạ dày chẳng hạn. Đó, ý là ví dụ như thế ha. Rồi ai mà hay bị táo bón đi thì họ thì về cơ bản thì nó cũng vậy. Thì đối với cái người mà hay bị táo bón, hay bị ít ăn rau, hay bị táo bón thì họ dễ bị ung thư đại tràng, hay là họ dễ bị ung thư gan. Bởi vì táo bón thì gan nó phải chịu chung với đại tràng, gan nó phải tăng gánh nặng lên, nó phải thải độc tố rất là lớn. Thôi bây giờ thôi nhá, anh chị nào có còn câu hỏi gì hỏi em Lý đi ha. Rồi em Lý sẽ khoảng 2 phút nữa là em sẽ kết thúc, bởi vì em đã xong rồi đây. Cái nằm nãy giờ cũng xong 1 lít vô. À, xong rồi mình đi xả một lần cho hết nhá. Đi xả một lần cho hết. Anh chị nào mà xả một lần chưa có hết là do mình chưa biết cách đi vệ sinh, thì họ hãy inbox trực tiếp cho em Lý nhá, em hỗ trợ cho anh chị, em chia sẻ cho. Đi vệ sinh cũng vậy cách đó, thì mình hiểu cái kỹ thuật á, thì mình xoa bụng, mình ngồi thẳng lưng thì nó sẽ ok hết đó. Và quan trọng là trong cái lúc đó mình đừng có suy nghĩ gì nhiều. Nếu mà em nói thật là trong lúc đi vệ sinh á các anh chị, nếu mà được mình đừng có cầm điện thoại. Ngày trước em cũng chẳng biết đâu, cứ cầm điện thoại thì mình thấy là rất là mất thời gian. Thì thôi mình đừng, nghĩa là đúng kiểu là nó sẽ phân tâm á các anh chị, cái não của mình nó sẽ bị phân tâm á. Hello chị, xin chào chị Vinh. Này, em xong rồi, em chuẩn bị xong rồi đây. Anh chị nào có còn câu hỏi gì hỏi em nha. 2 phút nữa là em tắt đấy. Đó. Là trong lúc đi vệ sinh á, các anh chị đừng có làm gì cả, chỉ ngồi không thôi. Nó sẽ rất là nhanh và nó sẽ giúp cho mình nó đi vệ sinh nó ok hơn, mình cảm thấy thoải mái hơn. Còn ví dụ như mình mà cầm điện thoại, cái điện thoại nó làm cho mình rất là phân tâm luôn. Thì có thể là một cái cuốn sách hay một tờ báo thì em nghĩ nó sẽ ok hơn. Đấy, còn những cầm điện thoại thì em thấy nó rất là phân tâm,
thì em thấy là mình nên, nếu mà đọc một cái gì đó thì nên một cuốn sách hay một cái tờ báo thì nó sẽ hợp lý hơn cho anh chị ha. Ok, chị nào có cần câu hỏi gì thì hỏi em ha. Chị nào mà chưa làm thì làm đi. Thôi bây giờ em Lý kết thúc livestream đây, bởi vì mình chỉ nên để khoảng 10 phút đến 15 phút thôi. Nãy giờ em nghĩ là đã đủ thời gian rồi đấy. Chúc cho các chị một ngày mới tuyệt vời nhé. À đây, đây chị hỏi luôn nè. Bé nhà chị 4 tuổi bị táo bón, không dám làm cà phê nên chị cho dùng G3. Ok, chị dùng G3 được là rất tốt chị ạ. Đúng rồi, nếu mà chị cho bé dùng G3 được là rất tốt. À, nhưng cái quan trọng chị vẫn nên thay đổi cho nó, đúng rồi, G3 rất là tốt, nhưng chị vẫn nên tập cho bé ăn rau chị nhé. Bị táo bón thì do nó không có chất xơ và nó bị thiếu nước ở chỗ cái phân thì nó khó đi. Nó thì chị về ta G3 nó đã rất là ok rồi, nhưng về về cái gọi là chị vẫn nên tập cho bé một cái thói quen mà nó sẽ quyết định, nghĩa là cái nguyên nhân tại sao bé bị táo bón, đúng không chị, là có thể là do bé ít ăn chất xơ đấy. Thì chị làm sao chị cố gắng chị tập cho bé ăn chất xơ chị ha. Ok, vẫn rất là tốt, rất là tuyệt vời luôn. Chị giác Hạnh đã dùng G3 rồi là rất là yên tâm hả. Thôi nhá, rồi nãy giờ là kêu kết thúc mấy lần rồi. Thôi bây giờ em Lý sẽ thật sự là chào các anh chị. Bye bye các chị. Có gì các chị cứ inbox hoặc là cứ hỏi em trực tiếp ở đây ha, thì em sẽ trả lời cho các chị.